Cô Hằng xin chào tất cả các bậc phụ huynh cùng toàn thể các con học sinh thân yêu. Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 mà việc phối kết hợp giữa phụ huynh học sinh với nhà trường trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục các con bị gián đoạn. Theo thống kê mới nhất ngày hôm nay, tỉnh Quảng Ninh chúng ta có tổng số ca mắc COVID đứng thứ 2 trên toàn quốc. Đây là một con số báo động không chỉ đối với phường Mạo Khê nói riêng mà đối với cả tỉnh Quảng Ninh nói chung. Do chủng mới của dịch bệnh COVID nên tốc độ lây lan rất nhanh và khả năng bố mẹ, người thân trong gia đình các con không tránh khỏi nguy cơ nhiễm bệnh. Nếu không may trong gia đình của chúng mình có bố mẹ bị mắc COVID-19 thì các con trong độ tuổi mầm non sẽ khó tránh khỏi lây nhiễm. Vì các con chưa được tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 và sức đề kháng của chúng mình còn kém. Hàng ngày, ngoài cung cấp những kiến thức của các môn học gửi tới cho các bậc phụ huynh, ngày hôm nay cô còn làm một video để chia sẻ một số thông tin cơ bản tới các bậc phụ huynh để chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại nhà khi không may các con bị mắc COVID-19. Ngay sau đây, xin mời các bậc phụ huynh hãy cùng theo dõi nhé. Sau đây là một số việc phụ huynh cần làm khi chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại nhà. Phụ huynh cần cho trẻ ở phòng riêng với khu sinh hoạt chung của cả gia đình. Mọi người trong nhà đều cần áp dụng các biện pháp dự phòng như đeo khẩu trang, đeo kính chắn giọt bắn, vệ sinh tay trước và sau khi chăm sóc. Khi cho con uống thuốc, đo nhiệt độ, đo SPO2, hỗ trợ vệ sinh tắm rửa. Nếu trẻ chưa thực hiện đúng cách, sau 7 ngày, cha mẹ xét nghiệm lại. Khi có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở, mất khứu vị giác, cha mẹ cũng nhắc con không tự ý rời khỏi vòng cách ly trong suốt thời gian cách ly. Đồng thời, không sử dụng chung vật dụng hoặc ăn uống cùng với người khác. Con bị nhiễm COVID-19 sẽ rất cần sự đồng hành của cha mẹ và người thân để con sớm phục hồi sức khỏe. Cha mẹ nên chú ý cho con ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, không phải kiêng nước, theo dõi sát sao nhiệt độ, đo chỉ số SPO2 ít nhất 2 lần trên một ngày. Khi điều trị, phụ huynh lưu ý không cho con sử dụng thuốc kháng virus mà chỉ chữa trị các triệu chứng. Cho trẻ sử dụng thuốc hạ sốt nếu trẻ sốt. Nếu trẻ ho, có thể dùng thuốc ho, nhưng cần tham khảo ý kiến của các bác sĩ. Vệ sinh mũi nếu trẻ chảy nhiều nước mũi hoặc nước mũi đặc quánh. Nếu trẻ bị ít hoặc không khó chịu, chỉ cần lau bằng khăn mềm sạch. Con sẽ phải cách ly từ 7 ngày trở lên theo quy định điều trị COVID-19 tại nhà. Do đó, con cũng cần hỗ trợ động viên tâm lý để không quá căng thẳng, nhẹ nhàng vượt qua những khó chịu, mệt mỏi. Cha mẹ có thể giải đáp thắc mắc và chia sẻ thông tin thực tế về COVID-19. Cố gắng duy trì những thói quen bình thường, sinh hoạt khoa học, lập thời gian biểu cho các hoạt động học tập và nghỉ ngơi hoặc các hoạt động giải trí của con. Tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động giải trí trong phòng cách ly phù hợp như các trò chơi online hay chơi cùng bố mẹ. Hướng dẫn trẻ các hoạt động hàng ngày để giảm sự lây lan của mầm bệnh. Rửa tay thường xuyên, sử dụng khăn giấy khuỷu tay khi ho hoặc hắt hơi, sau đó bỏ khăn giấy vào thùng đựng chất thải. Bất kỳ khi nào trẻ có các biểu hiện sau như thở nhanh, khó thở, cánh mũi phập phồng, rút lõm lồng ngực, ngủ ly bì, lờ đờ, bỏ ăn uống, tím tái môi, đầu ngón tay, ngón chân, chỉ số SPO2 nhỏ hơn 93%, thì cha mẹ cần phải báo với y tế hoặc liên hệ 115 để đưa trẻ nhập viện. Nhiều trẻ F0 tự khỏi bệnh mà không cần phải dùng thuốc. Quan trọng nhất là tự chăm sóc và theo dõi phát hiện dấu hiệu bệnh nặng để đưa trẻ đi khám kịp thời. Sử dụng thuốc dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, đừng vì lo lắng mà lạm dụng thuốc để tình hình phức tạp thêm. Ngoài ra, bố mẹ, người lớn cần bình tĩnh chăm sóc bản thân, thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm để đảm bảo an toàn cho trẻ và các thành viên trong gia đình. Vừa rồi, các bậc phụ huynh cùng các con đã đón xem video một số những việc cần làm khi chăm sóc cho trẻ chẳng may F0 tại nhà. Kính chúc các bậc phụ huynh cùng các con luôn luôn có sức khỏe tốt, an toàn trong mùa dịch.
tuân thủ và thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Một lần nữa, cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong những video lần sau.